Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Phương Cúc Vlog 84. Xin kính chúc cả nhà, các ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày thật vui vẻ ạ. Hôm nay thì Phương Cúc muốn chia sẻ với cả nhà món bánh bí đỏ, có thể gọi là món bánh tuổi thơ của Phương Cúc nhé cả nhà. Ở đây thì sáng ra thì Phương Cúc mới đi chợ mua được một ít đồ để Phương Cúc giới thiệu cho cả nhà cùng xem nhé. Đây cả nhà, sáng ra thì Phương Cúc mới bằm ở đây được một ít thịt bằm nhé cả nhà, để làm món bánh bí đỏ nhân thịt nhé. Còn đây là trái bí đỏ mình đã gọt sạch sẽ và bóc ruột ra rồi. Cái này là một ít bột mì để làm món bánh tuổi thơ của Phương Cúc, đó là bí đỏ ngào với lại bột với đường chiên lên, gọi là món bánh tuổi thơ. Còn cái này là một ít bột nếp để làm bánh bí đỏ nhân thịt. Bây giờ thì khác rồi, không phải như ngày xưa nữa, nên mình làm món bánh gì cho nó ngon ngon một chút, gọi là bánh bí đỏ nhân thịt nhé cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhé. Cái bí đỏ thì giờ chín rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhào bột nhé. Lấy lên ra một nửa bí đỏ thôi. Nhào từ từ tới đâu thì bỏ vô tới đó cả nhà. Tại mình sợ cái bí đỏ vô nữa nó nhão á. Quên nữa, mang cái bao tay vào cho nó lịch sự một chút chứ. Sau một hồi nhào lộn đó thì mình đã nhào xong hết hai cục bột rồi nhé cả nhà. Cái này là bột để làm bánh nhân thịt nhé cả nhà, còn cái này là bột ngọt để chiên. Bây giờ thì mình sẽ cùng làm nhé. Quên nữa, cái chén này là chén thịt mầm mình đã nêm nếm gia vị rồi. Còn cái này là để cái nồi hấp nha cả nhà. Này có mang bao tay nhưng mà cái bao tay nó dính hơi vướng muốn làm đó cả nhà, nên thôi mình bỏ ra, cả nhà thông cảm nhé. Chiếc bánh cuối cùng đã xong cả nhà. Đây, số bánh của mình làm đã xong rồi nha. Bây giờ mình bắt đầu đi hấp nha cả nhà.
chờ nồi bánh hấp đó, thì mình sẽ làm cái bánh bột chiên nhé cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái nồi bánh bí đỏ tuổi thơ của mình đang chiên nha cả nhà. Còn bên này là một cái nồi hấp, mình dỡ ra cho cả nhà coi. Bây giờ sẽ đợi lại chờ nó chín nhé. Đây cả nhà, đây là cái món bánh hồi sáng mình làm này, là bánh bí đỏ nhân thịt nha cả nhà. Còn cái này là cái món bánh bí đỏ mà bột chiên nha cả nhà. Này là hai dĩa bánh khác nhau cả nhà, nhưng mà cũng cùng là bí đỏ thôi ạ. Giờ mời cả nhà cùng ăn với mẹ con mình nhé. Màu vàng rất là đẹp nha cả nhà. Con ăn cái nào? Rồi con mời ông bà cô chú đi. Con mời ông bà cô chú. Mời các anh chị. Mời các anh chị. Ăn bánh với con. Ăn bánh với con. Mẹ tắt điện thoại nha. Rồi. Con ăn bánh này đúng không? Dạ. Nắm. Con ăn thử miếng bánh này đi, ngon nè. Dạ. Đưa chén này để cho. Con bỏ bánh đó ra đi. Cái này ăn sao? Đây, nó ăn ít. Đây, bây giờ mời cả nhà ăn với mình miếng bánh nhé. Ngọt ít. Ngọt của đường và bí đỏ nha cả nhà. Cái này có thêm miếng đường nó ăn cho nó dễ ăn nha. Ngày xưa thì ở nhà thì bỏ miếng lên giấy ra. Ngày xưa ở nhà thì mẹ làm cho ăn bí đỏ với bột nha cả nhà, có đôi khi có miếng muối nữa chứ còn không có đường nha, ta còn hạn chế lắm. Còn bây giờ thì khác rồi, bây giờ mình làm không phải là để cho ăn chống đói nữa mà làm để ăn ngon nha cả nhà, nên mình cho thêm miếng đường. Với lại làm món bánh hay bí đỏ nhân thịt. Mẹ ơi dẻo quá. Dẻo quá hả? Đây, cái này con xúc này, quên. Đúng không? Còn ông ăn cho ông bà cô chú thương nha. Bẻ ra bên trong rất dẻo nha cả nhà. Này mình làm với lại bột nếp á, không phải. Món bánh này là bí đỏ với bột mì, còn cái bánh nhân thịt này mới là bột nếp. Bí đỏ dẻo. Ui. Đơn giản nhưng rất ngon cả nhà. Ăn bánh này thì lại nhớ mẹ cả nhà ơi. Con ăn thịt đi. Ăn đào hoàng. Ngon hả? Bé ăn bé khen ngon cả nhà. Ngon là có nghĩa là đã thành công rồi cả nhà. Hôm nay thì mẹ con nấu cơm ăn thì không có quay. Còn nói mẹ cho con đi ăn. Được không? Mời với nhà, mời cả nhà ăn với mình miếng bánh bí đỏ nhân thịt nhé. Hồi nãy là con lóc miếng lá chuối cho nó khỏi dính xuống cái nồi ở đây nha. Nhân thịt ở trong nó thơm lắm cả nhà. Con nêm nếm mà đầy đủ gia vị rồi, bây giờ ăn nó vừa ăn lắm. Mẹ ơi mẹ quên. Mẹ cứ hấp vực. Rất ngon cả nhà. Tại mình làm cho bé ăn á, mình chỉ nêm nếm thêm miếng bột nêm và nước mắm chứ không có bỏ tiêu gì nha. Với lại nêm thêm hành thôi.
Mời cả nhà ăn miếng bánh bí đỏ này nha cả nhà. Ngon lắm. Bé thích cái món bánh này lắm cả nhà. Mẹ thôi, con lên nước. Con lên nước hả? Dạ. Chúng mẹ lên nước đó. Thèm thì làm như vậy chứ ăn không được bao nhiêu đâu cả nhà. Rất là ngon nhưng mà ăn mấy cái đã no rồi. Video của mình chỉ đến đây thôi nha cả nhà. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà yêu mến mẹ con mình thì cho mình xin một like, một chia sẻ và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Xin tạm biệt cả nhà. Tạm biệt. Yeah. Yeah.